Chào mừng bạn đến với khóa học thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite Calcium Magnesium là một sản phẩm của dòng sản phẩm chăm sóc sức khỏe Nutrilite thuộc tập đoàn Amway. Mục tiêu của khóa học này là giúp bạn hiểu được tầm quan trọng của canxi và magie đối với cơ thể, giúp bạn biết được cách bổ sung canxi và magie đúng cách và cuối cùng là giúp bạn nắm bắt được những ưu điểm của sản phẩm Nutrilite Calcium Magnesium. Ngay sau đây sẽ là những nội dung chính của khóa học. Phần đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về sức khỏe hệ xương. Phần tiếp theo là về kiến thức chung về canxi. Kế đến là những kiến thức chung về magie. Phần cuối cùng là những ưu điểm công dụng và cách dùng của thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite Calcium Magnesium. Bạn có biết, xương không ngừng bị hao mòn và tái tạo liên tục. Khoảng 7 năm, chúng ta lại có xương mới. Canxi là khoáng chất nhiều nhất trong cơ thể và khoảng 99% lượng canxi trong cơ thể được tìm thấy trong xương và răng mật độ xương đạt đỉnh cao ở tuổi 30, sau đó giảm dần theo thời gian. Hệ xương là một bộ phận không thể thiếu của cơ thể. Trong xương có vẻ như là các cơ quan chết, nhưng thật ra xương được hợp thành từ các tế bào và mô sống, cho phép xương tăng trưởng khi còn ở giai đoạn phát triển của phôi và trong suốt thời kỳ trẻ thơ. Phục hồi hình dáng của các xương đã hết tăng trưởng trong suốt cuộc đời và có khả năng chống chịu với các áp lực mà hệ xương luôn phải đối mặt hàng ngày. Ở phần 1 của khóa học này, Mời bạn cùng tìm hiểu về sức khỏe hệ xương. Bộ xương người trưởng thành được tạo thành từ 206 xương, được chia thành hai phần, khung xương trục và khung xương chi. Khung xương trục gồm 80 xương tạo ra một trục dài dọc trung tâm của cơ thể, có vai trò bảo vệ và nâng đỡ, bao gồm sọ, xương sống, xương sườn và xương ức. Khung xương chi có 126 xương, cho phép chúng ta di chuyển từ chỗ này sang chỗ khác và điều khiển các đồ vật bao gồm các xương chi trên, chi dưới và các xương đai gắn chúng vào phần trục. Cấu trúc của xương bao gồm lớp màng xương, gồm hai lớp bao bọc bên ngoài xương và bao bọc tủy xương ở bên trong. Lớp ngoài cấu tạo từ các sợi mô liên kết chắc chắn tạo thành một lớp mỏng bao bên ngoài và dính chặt vào xương. Lớp trong gồm nhiều tế bào sinh xương giúp xương phát triển to và dài ra. Lớp màng này có các mạch máu nuôi dưỡng, phần xương cứng, là phần xương rắn chắc nhất, có màu vàng nhạt. Phần xương xốp, cấu trúc gồm nhiều bè xương bắt chéo vào nhau tạo thành phần xương có nhiều các hốc nhỏ. Tủy xương nằm ở trong cùng của xương gồm các tế bào tạo máu, tủy đỏ và tế bào nền, tủy vàng. Tế bào tạo máu có vai trò sản xuất hồng cầu, tiểu cầu và bạch cầu, còn tế bào nền có khả năng biệt hóa thành nhiều loại mô khác nhau. Thành phần hóa học chính của xương gồm hai phần chính là chất hữu cơ và chất vô cơ, chất khoáng. Liên kết chặt chẽ với nhau đảm bảo cho xương có đặc tính đàn hồi và rắn chắc. Nhờ đó xương có thể chống lại các lực cơ học tác động vào cơ thể. Chất hữu cơ chiếm 30% trọng lượng khô của xương, gồm có protein, lipid, mucopolysaccharide, trong đó chiếm tỷ lệ cao là collagen và các phức hợp protein. Chất vô cơ chiếm 70% trọng lượng khô của xương, gồm các muối canxi, magie, mangan, silic, kẽm, đồng, vân vân. Trong đó chủ yếu là canxi cacbonat và canxi photphat. Các thành phần hóa học của xương ở mỗi người có tỷ lệ không hoàn toàn giống nhau. Tỷ lệ đó phụ thuộc vào điều kiện dinh dưỡng, tuổi tác, bệnh lý. Cơ thể càng non, chất hữu cơ trong xương càng nhiều nên xương trẻ em mềm dẻo hơn. Khi về già, tỷ lệ vô cơ tăng dần lên nên xương giòn, dễ gãy. Mời bạn xem đoạn video sau đây về vai trò của hệ xương hệ xương đảm nhiệm nhiều chức năng quan trọng đối với cơ thể chức năng đầu tiên là nâng đỡ cơ thể xương cứng và rất khỏe giúp hỗ trợ nâng đỡ và tạo dáng cơ thể chức năng tiếp theo là giúp cơ thể chuyển động xương được kết nối bởi các khớp giúp xương di chuyển dễ dàng hệ xương còn có chức năng bảo vệ xương bảo vệ các cơ quan quan trọng nằm bên trong xương như trái tim bên trong lồng ngực não bên trong hộp sọ và tủy sống bên trong cột sống. Một chức năng quan trọng khác của hệ xương là sản sinh tế bào máu. Tủy xương là các mô nằm ở trung tâm của xương sống. Đây chính là nơi sản xuất các tế bào máu mới. Hệ xương đảm nhận vai trò chức năng dự trữ hai khoáng chất canxi và phốt pho. Đây là các khoáng chất cần thiết cho hoạt động của những hệ cơ quan khác trong cơ thể đặc biệt là các dây thần kinh và cơ bắp. Cuối cùng, hệ xương còn đảm nhận vai trò nội tiết. Đây là một hệ thống phức tạp của việc điều chỉnh hóc môn giúp duy trì cung cấp canxi và phốt pho cho cơ thể. Bộ xương đóng nhiều vai trò đối với cơ thể như nâng đỡ cơ thể, bộ xương cứng và chắc, cung cấp một cấu trúc hạ tầng tạo dáng cho cơ thể và nâng đỡ dù đang ở tư thế ngồi, đứng hay là các tư thế khác, giúp cơ thể chuyển động, xương được nối bởi các khớp, cơ dùng để kéo đẩy các khớp để thực hiện các chuyển động, bảo vệ các cơ quan nội tạng, xương bảo vệ các cơ quan nằm bên trong khung xương, ví dụ hộp sọ bảo vệ não, xương sườn bảo vệ tim, phổi, sản sinh tế bào máu, Tủy xương màu đỏ nằm trong xương sản sinh ra hàng tỷ hồng cầu mới mỗi ngày. Dự trữ khoáng chất, xương chứa hai khoáng chất chính, canxi và phốt Khi cơ thể cần, xương sẽ giải phóng những chất này vào máu để phục vụ cho các hoạt động khác trong cơ thể. Tuy nhiên, nếu không được chăm sóc tốt, xương thường gặp các vấn đề như loãng xương. Loãng xương là hiện tượng liên quan đến việc giảm khối lượng xương và mật độ xương làm cho xương mỏng manh, giòn, xốp, dễ gãy nguy cơ bị loãng xương có thể xuất hiện trong nhóm tuổi 35 đến 40 và tăng dần theo tuổi. Theo một số nghiên cứu gần đây, tỷ lệ loãng xương ở phụ nữ tuổi sau mãn kinh ở Việt Nam giao động trong khoảng 30 đến 40%. Còi xương Còi xương là rối loạn ở trẻ em diễn ra khi lượng canxi trong một đơn vị thể tích xương thiếu, khiến cho xương mềm và suy yếu, dẫn đến dị tật như chân cong, hai đầu gối chụm vào nhau, xương ức nhô ra nguyên nhân chủ đạo là do trẻ thiếu vitamin D ảnh hưởng đến quá trình hấp thu và chuyển hóa của canxi và phốt pho là những nguyên liệu cần thiết tạo nên bộ khung xương. Đâu là nguyên nhân dẫn đến các vấn đề về xương? Sau đây là những lý do khiến cho xương suy yếu: chế độ ăn uống không phù hợp gây thiếu hụt các dưỡng chất cần thiết cho xương như canxi, magie, phốt pho, kẽm, vitamin D, vitamin K, protein, vân vân lối sống không lành mạnh như ít vận động, sử dụng nhiều rượu, hút thuốc lá, căng thẳng thường xuyên, thừa cân, béo phì, trong lượng cơ thể cao làm tăng áp lực lên xương khớp, khiến xương khớp dễ tổn thương và thoái hóa. Các nguyên nhân khác như giới tính, phụ nữ có nguy cơ loãng xương cao hơn đàn ông, tuổi tác càng lớn tuổi nguy cơ bị loãng xương càng cao, di truyền sử dụng thuốc chứa corticoid trong thời gian dài. Vậy làm sao để có thể chăm sóc hệ xương tốt? Canxi là một trong những dưỡng chất quan trọng cần thiết cho sức khỏe của xương. Ở phần 2, mời bạn cùng tìm hiểu kiến thức chung về canxi. Canxi là gì? Canxi là một khoáng chất rất cần thiết cho cơ thể chúng ta và thực hiện nhiều vai trò quan trọng. Canxi chiếm 1,5% đến 2% trọng lượng cơ thể, 99% canxi ở trong xương và răng và 1% ở trong máu và các tế bào. Canxi có nhiều vai trò quan trọng đối với cơ thể, đó là giúp xương và răng chắc khỏe. Canxi là thành phần chính cấu tạo nên xương và răng. Giúp cơ bắp co giãn tốt. Nếu thiếu canxi kéo dài thì khả năng đàn hồi của cơ bắp kém đi. Thiếu canxi cơ tim co bóp kém, chức năng chuyển máu yếu. Khi vận động hay leo cầu thang sẽ thở dốc, và mồ hôi, vân vân. Chiến huy quá trình phản ứng miễn dịch. Canxi chính là nguyên tố phát hiện sớm những tác nhân gây bệnh xâm nhập vào cơ thể ngoài ra canxi còn giữ vai trò kích hoạt năng lực di chuyển và năng lực bao vây tiêu diệt vi khuẩn độc tố gây bệnh của tế bào bạch cầu truyền dẫn thần kinh canxi có vai trò quan trọng trong truyền dẫn thần kinh khi cơ thể thiếu canxi thì hoạt động truyền dẫn thần kinh bị ức chế gây rối loạn chức năng vận động không tập trung tinh thần ngoài ra canxi còn tham gia vào quá trình đông máu khi cơ thể cần cơ thể chúng ta không thể tự sản xuất canxi vì vậy chúng ta chỉ có thể bổ sung lượng canxi cần thiết cho cơ thể thông qua đường ăn uống. Canxi có trong nhiều loại thực phẩm như sữa, thịt cá, trứng, rau củ quả, các loại hạt, các loại đậu, vân vân. Hãy bổ sung những thực phẩm này hàng ngày để cung cấp đủ lượng canxi cho cơ thể mỗi ngày nhé. Sau đây là danh sách những thực phẩm giàu canxi. Thức ăn động vật giàu canxi bao gồm rạm, ốc, tôm, hến, cua, lòng đỏ trứng gà, phô mai, sữa chua, thức ăn thực vật giàu canxi như là mè, rau dền cơm, cần tây, tía tô, nấm hương, rau mồng tơi, rau ngót, đậu nành. Mỗi một độ tuổi đều cần lượng canxi khác nhau. Theo Viện Dinh dưỡng Quốc gia, nhu cầu khuyến nghị canxi cho trẻ từ 9 tuổi trở lên và người trưởng thành từ 800 đến 1.000 mg mỗi ngày. Mời bạn tham khảo nhu cầu khuyến nghị canxi cho từng độ tuổi. Để hỗ trợ cho canxi có thể hoạt động được hiệu quả, cơ thể cần đến sự chung sức của các loại dưỡng chất khác như ma dê. người ta thường ví canxi và magie như anh em song sinh vì chúng thường đi cùng nhau và đều cần thiết cho sức khỏe hệ xương. Ở phần 3 của khóa học, chúng ta cùng tìm hiểu về magie nhé. Magie là một trong những khoáng chất quan trọng đối với con người, tham gia vào khoảng 300 phản ứng sinh hóa trong cơ thể. Khoảng 50 đến 75% lượng magie trong cơ thể tập trung ở xương mà về kết hợp với canxi và phospho trong quá trình tạo xương, đa phần còn lại phân bố ở cơ bắp, các tổ chức mô mềm và một lượng trích nhỏ trong máu. Magie rất cần thiết cho sự hình thành xương khỏe mạnh bởi vì về cải thiện sự hình thành tinh thể xương và làm giảm nguy cơ loãng xương. Magie ảnh hưởng đến quá trình chuyển hóa canxi và thay đổi lượng hormone nhất định liên quan đến điều hòa canxi trong cơ thể. Magie là chất hoạt hóa 300 enzyme trong cơ thể. Nhiều enzyme suy giảm chức năng khi cơ thể thiếu magie. Ngoài ra, magie tham gia vào quá trình chuyển hóa năng lượng và cần thiết cho các chức năng bình thường của hệ thần kinh và tim mạch. Chính vì đảm nhiệm nhiều chức năng quan trọng nên khi thiếu magie, cơ thể sẽ có những dấu hiệu như chán ăn, buồn nôn hoặc nôn mửa, suy giảm năng lượng cơ thể, lo lắng và trầm cảm, gây gián đoạn giấc ngủ, tăng huyết áp rối loạn nhịp tim và chuột rút cơ ảnh hưởng đến sức khỏe hệ xương. Vậy lượng magie cần thiết cho cơ thể mỗi ngày là bao nhiêu để phòng chống các mối nguy khi thiếu magie? Theo khuyến nghị của Viện Dinh dưỡng Quốc gia, nhu cầu magie hàng ngày cho trẻ từ 9 tuổi trở lên và người trưởng thành theo giới tính như sau: nữ giới 210 đến 300 mg mỗi ngày, nam giới 210 đến 370 mg mỗi ngày. Để cung cấp đủ magie trong chế độ ăn, chúng ta cần đa dạng các thực phẩm khác nhau. Sau đây là các loại thực phẩm dầu ma dê như hạt hạnh nhân, chuối, hạt bí, sữa, yến mạch, đậu hà lan, hạt vừng, mè, hạt hướng dương, hạt điều và đậu hũ. Bên cạnh ma dê còn có một số khoáng chất dinh dưỡng khác cũng giúp hỗ trợ cho hệ xương khỏe mạnh như là kẽm giúp duy trì mô liên kết và đóng vai trò như cofactor cho một số enzyme quan trọng để xây dựng xương khỏe mạnh. Mangan đóng vai trò quan trọng giúp cơ thể hình thành mô liên kết và xương khỏe mạnh và đồng tạo và phát triển các sợi collagen trong xương, tạo enzyme quan trọng để xây dựng và duy trì xương khỏe mạnh. Chúng ta thường có cảm giác là xương ít hoạt động và thay đổi, thực tế xương không phải là mô bất động. Trong xương liên tục xảy ra các quá trình hủy bỏ xương cũ và tái tạo xương mới. Tất cả các trường hợp loãng xương là do quá trình hủy xương nhanh hơn quá trình tạo xương. Quá trình hủy xương được thực hiện bởi các tế bào hủy xương và giải phóng các khoáng chất vào trong máu. Nhiều nghiên cứu cho thấy các gốc tự do gia tăng hoạt động của các tế bào hủy xương và đẩy mạnh quá trình hủy xương. Chính vì vậy, việc bổ sung chất chống oxy hóa giúp trung hòa các gốc tự do, từ đó làm chậm hoạt động của tế bào hủy xương, đưa quá trình hủy xương về mức hoạt động cân bằng. Theo các nghiên cứu, chất chống oxy hóa carotenoid giúp gia tăng mật độ xương, tăng cường sức khỏe xương. Cỏ linh lăng là một trong các loại cây trồng được trồng lâu đời, được sử dụng làm thực phẩm dinh dưỡng cho người và làm thuốc thảo dược. Cỏ linh lăng có sức sống mạnh liệt, có thể phát triển đến chiều cao lên tới 1 mét và có hệ thống rễ sâu trung bình từ 2 đến 3 mét, đôi khi phát triển đến độ sâu hơn 15 mét để tiếp cận với mạch nước ngầm, hấp thu các khoáng chất từ lòng đất. Cỏ linh lăng được mệnh danh là vua của các loại thảo mộc, trong số tất cả các loại thực vật, cỏ linh lăng là loại thực vật chứa hàm lượng vitamin và khoáng chất cao nhất thế giới. Đồng thời, cỏ linh lăng là nguồn axit amin phong phú và giàu dưỡng chất thực vật, nên mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Đối với sức khỏe hệ xương, cỏ linh lăng giúp củng cố sức khỏe hệ xương thông qua cung cấp các dưỡng chất tham gia vào quá trình tạo xương như các khoáng chất canxi, đồng magie, phốt pho, mangan, kẽm, vân vân và các vitamin như vitamin D, vitamin K, vitamin C, vân vân. Cung cấp dưỡng chất thực vật chống oxy hóa carotenoid giúp hạn chế quá trình hủy xương như beta caroten và lutein. Việc bổ sung đầy đủ các dưỡng chất giúp tạo xương và hạn chế quá trình hủy xương để củng cố sức khỏe hệ xương là điều rất quan trọng. Tuy nhiên vì thói quen ăn uống không hợp lý nên hàm lượng dưỡng chất chủ đạo cho sức khỏe xương như canxi và magie nạp vào cơ thể bị ảnh hưởng. Theo các nghiên cứu, so với nhu cầu khuyến nghị, người Việt thiếu hụt 50% canxi và 30 đến 50% magie. Bên cạnh đó, với điều kiện môi trường sống ô nhiễm, tiếp xúc với các độc tố, lối sống căng thẳng, vân vân, làm gia tăng gốc tự do trong cơ thể. Ước tính mỗi tế bào trong cơ thể hứng chịu khoảng 10.000 gốc tự do mỗi ngày. Vậy đâu là giải pháp để tăng cường sức khỏe hệ xương một cách nhanh chóng và thuận tiện? Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite Calcium Magnesium là sản phẩm giúp cung cấp canxi và magie hỗ trợ cho sức khỏe hệ xương. Trong phần 4 của khóa học, mời bạn cùng tìm hiểu về sản phẩm này nhé. Mỗi viên sản phẩm Nutrilite Calcium Magnesium giúp cung cấp 217 mg canxi dưới dạng canxi carbonate, 108 mg magie dưới dạng magie oxit 3,3 mg kẽm dưới dạng kẽm citrat, 0,8 mg mangan dưới dạng mangan citrat, 0,7 mg đồng dưới dạng đồng citrat và bột đông khô cỏ linh lăng. Với các thành phần này, thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite Calcium Magnesium mang lại các công dụng như bổ sung canxi và magie, giúp hệ xương răng chắc khỏe, giúp trẻ phát triển chiều cao, hỗ trợ giảm nguy cơ còi xương chậm lớn ở thiếu niên và giảm nguy cơ loãng xương ở người già. Cách dùng: Bạn hãy uống mỗi lần một viên, mỗi ngày 3 lần, tốt nhất ngay sau bữa ăn. Bảo quản sản phẩm ở nơi khô mát, tránh ánh sáng trực tiếp. Những đối tượng được khuyến cáo sử dụng sản phẩm này là: thiếu niên từ 9 tuổi trở lên và người trưởng thành cần bổ sung canxi, thiếu niên từ 9 tuổi trở lên còi xương và chậm lớn, người có chế độ ăn thiếu hụt canxi, hấp thu canxi kém, phụ nữ tiền mãn kinh, người già loãng xương. Chú ý, thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Không sử dụng chất tạo màu, hương liệu nhân tạo, chất bảo quản. Thiếu niên từ 9 đến 12 tuổi, phụ nữ có thai và cho con bú, người đang điều trị bệnh nên tham khảo ý kiến của chuyên gia dinh dưỡng hoặc bác sĩ trước khi dùng. Để xa tầm tay của trẻ nhỏ. Không sử dụng cho người có mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Chúng ta hãy cùng điểm lại những ý chính trong khóa học này nhé. Cơ thể chúng ta gồm 206 chiếc xương đóng nhiều vai trò quan trọng như nâng đỡ cơ thể, chuyển động, bảo vệ các cơ quan nằm trong khung xương, sản sinh tế bào máu và dự trữ khoáng chất. Canxi, 99% canxi ở trong xương và răng, 1% ở trong máu và các tế bào. Canxi là thành phần chính cấu tạo nên xương và răng, giúp xương và răng chắc khỏe, giúp cơ bắp co giãn tốt. Lượng canxi cần thiết cho mỗi ngày là 800 đến 1000 mg ma dê. Khoảng 50 đến 75% lượng ma dê trong cơ thể tập trung ở xương. Ma dê cải thiện sự hình thành tinh thể xương và làm giảm nguy cơ loãng xương. Cỏ linh lăng được xem là vua của các loại thảo mộc chứa chất chống oxy hóa carotenoid như beta caroten và lutein giúp hạn chế quá trình hủy xương. Mỗi viên sản phẩm Nutrilite Calcium Magnesium giúp cung cấp 217mg canxi, 108 mg magie, 3,3 mg kẽm, 0,8 mg mangan, 0,7 mg đồng và bột đông khô cỏ linh lăng. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite Calcium Magnesium giúp hệ xương răng chắc khỏe, giúp trẻ phát triển chiều cao, hỗ trợ giảm nguy cơ loãng xương và còi xương. Uống 3 viên thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite Calcium Magnesium mỗi ngày là giải pháp giúp cung cấp các dưỡng chất tốt cho sức khỏe hệ xương răng một cách nhanh chóng thuận tiện. Xin chúc mừng bạn đã hoàn thành các nội dung chính của khóa học về sức khỏe hệ xương, kiến thức chung về canxi, kiến thức chung về magie và thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite Calcium Magnesium.